Chương 2. Đơn và thủ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. Điều 26. Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của chủ nợ. 1. Khi yêu cầu tòa án nhân dân mở thủ tục phá sản, chủ nợ quy định tại khoản 1 điều 5 của luật này phải làm đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. 2. Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải có các nội dung chủ yếu sau: a. ngày tháng năm, b. tên tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết phá sản. C. Tên địa chỉ của người làm đơn. D. Tên địa chỉ của doanh nghiệp hợp tác xã bị yêu cầu mở thủ tục phá sản. D. Khoản nợ đến hạn. Kèm theo đơn phải có chứng cứ để chứng minh khoản nợ đến hạn. 3. Trường hợp có đề xuất chỉ định quản tài viên doanh nghiệp quản lý thanh lý tài sản thì đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản ghi rõ tên địa chỉ của quản tài viên doanh nghiệp quản lý thanh lý tài sản. Điều 27 đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của người lao động đại diện công đoàn. 1. Khi yêu cầu tòa án nhân dân mở thủ tục phá sản, người lao động đại diện công đoàn quy định tại khoản 2 điều 5 của luật này phải làm đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. 2. Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải có các nội dung chủ yếu sau. A. Ngày tháng 5. B. Tên tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết phá sản. C. Tên địa chỉ của người làm đơn. D. Tên địa chỉ của doanh nghiệp hợp tác xã bị yêu cầu mở thủ tục phá sản. D. Tổng số tiền lương và các khoản nợ khác đã đến hạn mà doanh nghiệp hợp tác xã không trả cho người lao động. Kèm theo đơn phải có chứng cứ để chứng minh lương và các khoản nợ khác đến hạn. 3. Trường hợp có đề xuất chỉ định quản tài viên doanh nghiệp quản lý thanh lý tài sản thì đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản ghi rõ tên địa chỉ của quản tài viên doanh nghiệp quản lý thanh lý tài sản. 4. Kể từ ngày nộp đơn, người lao động đại diện công đoàn có quyền nghĩa vụ như chủ nợ theo quy định của luật này. Điều 28. Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của doanh nghiệp hợp tác xã mất khả năng thanh toán. 1. Doanh nghiệp hợp tác xã theo quy định tại khoảng 3 và khoảng 4 điều 5 của luật này phải làm đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. 2. Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải có các nội dung chủ yếu sau. A. Ngày tháng 5 B tên tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết phá sản c tên địa chỉ của doanh nghiệp hợp tác xã d tên địa chỉ của người làm đơn d căn cứ yêu cầu mở thủ tục phá sản 3. đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải kèm theo các giấy tờ tài liệu sau a báo cáo tài chính của doanh nghiệp hợp tác xã trong 3 năm gần nhất Trường hợp doanh nghiệp hợp tác xã được thành lập và hoạt động chưa đủ 3 năm thì kèm theo báo cáo tài chính của doanh nghiệp hợp tác xã trong toàn bộ thời gian hoạt động. B. Bản giải trình nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất khả năng thanh toán, báo cáo kết quả thực hiện các biện pháp khôi phục doanh nghiệp hợp tác xã mà vẫn không khắc phục được tình trạng mất khả năng thanh toán. C. Bản kê chi tiết tài sản địa điểm có tài sản của doanh nghiệp hợp tác xã. D. Danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ, trong đó phải ghi rõ tên, địa chỉ của chủ nợ, người mắc nợ, khoản nợ, khoản cho vay có bảo đảm, không có bảo đảm, có bảo đảm một phần đến hạn hoặc chưa đến hạn. D. Giấy tờ tài liệu liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp hợp tác xã. E. Kết quả thẩm định giá, định giá giá trị tài sản còn lại nếu có. 4 Trường hợp có đề xuất chỉ định quản tài viên, doanh nghiệp quản lý thanh lý tài sản thì đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản ghi rõ tên, địa chỉ của quản tài viên, doanh nghiệp quản lý thanh lý tài sản. 5. Những người theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 điều 5 của luật này không nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp hợp tác xã mất khả năng thanh toán thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Trường hợp có thiệt hại phát sinh sau thời điểm doanh nghiệp hợp tác xã mất khả năng thanh toán do việc không nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản gây ra thì phải bồi thường. Điều 29. Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của cổ đông hoặc nhóm cổ đông của công ty cổ phần, thành viên hợp tác xã hoặc hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã. 1 khi yêu cầu tòa án nhân dân mở thủ tục phá sản, cổ đông hoặc nhóm cổ đông của công ty cổ phần, thành viên hợp tác xã hoặc người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều 5 của luật này phải làm đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. Hai Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải có các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 28 của luật này và gửi kèm các tài liệu nếu có theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 28 của luật này. Điều 30. Phương thức nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. 1. Người có yêu cầu mở thủ tục phá sản phải nộp đơn và tài liệu chứng cứ kèm theo đến tòa án nhân dân có thẩm quyền bằng một trong các phương thức sau: a. nộp trực tiếp tại tòa án nhân dân, b gửi đến tòa án nhân dân qua bưu điện. 2. Ngày nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản được tính từ ngày tòa án nhân dân nhận đơn hoặc ngày có dấu bưu điện nơi gửi. Điều 31. Phân công thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. 1. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, chánh án tòa án nhân dân phân công một thẩm phán hoặc Tổ thẩm phán gồm 3 thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. 2. Chánh án tòa án nhân dân tối cao quy định về quy chế làm việc của tổ thẩm phán theo quy định tại khoản 1 điều này. Điều 32. Xử lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. 1. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày được phân công, thẩm phán phải xem xét đơn yêu cầu và xử lý như sau: a. Trường hợp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hợp lệ, thẩm phán thông báo cho người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản về việc nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản. Trừ trường hợp không phải nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản. B. Trường hợp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản không đủ các nội dung quy định tại Điều 26, Điều 27, Điều 28 hoặc Điều 29 của luật này, thì thẩm phán thông báo cho người nộp đơn sửa đổi bổ sung đơn. C chuyển đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản cho tòa án nhân dân có thẩm quyền nếu thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án nhân dân khác. D. trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. 2. Thông báo việc xử lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải bằng văn bản và gửi cho người nộp đơn và doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán biết. Điều 33. Chuyển đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản cho tòa án nhân dân có thẩm quyền và giải quyết đề nghị xem xét lại việc chuyển đơn 1. Tòa án nhân dân xử lý đơn theo quy định tại điểm C khoảng 1 điều 32 của luật này có trách nhiệm chuyển đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản và tài liệu chứng cứ kèm theo cho tòa án nhân dân có thẩm quyền và thông báo cho người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản biết. 2. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định chuyển đơn thì người nộp đơn hoặc tòa án nhân dân được chuyển đơn có quyền đề nghị chánh án tòa án nhân dân cấp trên trực tiếp xem xét lại việc chuyển đơn. 3. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, chánh án tòa án nhân dân cấp trên trực tiếp giải quyết đề nghị xem xét lại việc chuyển đơn. Quyết định của chánh án tòa án nhân dân cấp trên trực tiếp là quyết định cuối cùng. Điều 34. Thông báo sửa đổi bổ sung đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản không đủ nội dung quy định tại điều 26, điều 27, điều 28 hoặc điều 29 của luật này. Thì tòa án nhân dân thông báo cho người nộp đơn biết để sửa đổi bổ sung. Thời hạn sửa đổi bổ sung do tòa án nhân dân ấn định nhưng không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày người nộp đơn nhận được thông báo. Trường hợp đặc biệt tòa án nhân dân có thể gia hạn nhưng không quá 15 ngày. Điều 35. Trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. 1. Tòa án nhân dân quyết định trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản trong các trường hợp sau: a. Người nộp đơn không đúng theo quy định tại điều 5 của luật này. B. Người nộp đơn không thực hiện việc sửa đổi bổ sung đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định tại Điều 34 của luật này. C. Tòa án nhân dân khác đã mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp hợp tác xã mất khả năng thanh toán. D. Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản rút đơn yêu cầu theo quy định tại khoảng 2 điều 37 của luật này. D. Người nộp đơn không nộp lệ phí phá sản tạm ứng chi phí phá sản trừ trường hợp không phải nộp lệ phí phá sản tạm ứng chi phí phá sản. 2. Quyết định trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của tòa án nhân dân phải nêu rõ lý do trả lại đơn. Tòa án nhân dân có trách nhiệm gửi quyết định này cho người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, viện kiểm sát nhân dân cung cấp trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định. Điều 36. Đề nghị xem xét lại kiến nghị việc trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. 1. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của tòa án nhân dân, người yêu cầu mở thủ tục phá sản có quyền đề nghị xem xét lại, viện kiểm sát nhân dân cung cấp có quyền kiến nghị với chánh án tòa án nhân dân đã ra quyết định trả lại đơn yêu cầu. 2. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị xem xét lại kiến nghị đối với quyết định trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản Chánh án tòa án nhân dân đã ra quyết định trả lại đơn yêu cầu phải ra một trong các quyết định sau. A. Giữ nguyên quyết định trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. B. Hủy quyết định trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản và thụ lý đơn theo quy định của luật này. 3. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết đơn đề nghị xem xét lại kiến nghị đối với quyết định trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. Người yêu cầu mở thủ tục phá sản có quyền đề nghị xem xét lại. Viện kiểm sát nhân dân có quyền kiến nghị với chánh án tòa án nhân dân cấp trên trực tiếp xem xét giải quyết. 4. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu xem xét lại, kiến nghị về việc trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, chánh án tòa án nhân dân cấp trên trực tiếp phải ra một trong các quyết định sau: A. Giữ nguyên quyết định trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. B hủy quyết định trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản và yêu cầu tòa án nhân dân thụ lý đơn theo quy định của luật này. 5. Quyết định giải quyết đề nghị xem xét lại kiến nghị của chánh án tòa án nhân dân cấp trên trực tiếp là quyết định cuối cùng. Quyết định này phải được gửi cho người yêu cầu, Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp, Viện Kiểm sát Nhân dân đã kiến nghị và Tòa án Nhân dân đã ra quyết định trả lại đơn yêu cầu. Điều 37. Thương lượng giữa chủ nợ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản với doanh nghiệp hợp tác xã mất khả năng thanh toán. 1. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày tòa án nhân dân nhận đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hợp lệ, doanh nghiệp hợp tác xã mất khả năng thanh toán và chủ nợ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản có quyền đề nghị bằng văn bản gửi tòa án nhân dân để các bên thương lượng việc rút đơn. Tòa án Nhân dân ấn định thời gian thương lượng nhưng không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hợp lệ. 2. Trường hợp các bên thỏa thuận được với nhau về việc rút đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, Tòa án Nhân dân trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. 3. Trường hợp thương lượng không thành hoặc hết thời hạn thương lượng mà các bên không tiến hành thương lượng thì Tòa án Nhân dân thông báo cho người nộp đơn nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản, và thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định của luật này. 4. Việc thương lượng của các bên theo quy định tại điều này không được trái với quy định của pháp luật về phá sản. Điều 38. Thủ tục nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản. 1. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hợp lệ, Tòa án Nhân dân dự tính số tiền tạm ứng chi phí phá sản và thông báo cho người yêu cầu mở thủ tục phá sản để nộp lệ phí phá sản tạm ứng chi phí phá sản. Trường hợp có đề nghị thương lượng, thì việc thông báo cho người yêu cầu mở thủ tục phá sản để nộp lệ phí phá sản tạm ứng chi phí phá sản thực hiện theo quy định tại khoản 3 điều 37 của luật này. Hai, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo về việc nộp lệ phí phá sản tạm ứng chi phí phá sản. Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải thực hiện việc nộp lệ phí phá sản tạm ứng chi phí phá sản như sau. A. Nộp lệ phí phá sản cho cơ quan thi hành án dân sự. B. Nộp tạm ứng chi phí phá sản vào tài khoản do tòa án nhân dân mở tại ngân hàng. Điều 39. Thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. Tòa án nhân dân thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi nhận được biên lai nộp lệ phí phá sản, biên lai nộp tạm ứng chi phí phá sản. Trường hợp không phải nộp lệ phí phá sản tạm ứng chi phí phá sản thì thời điểm thụ lý được tính từ ngày tòa án nhân dân nhận được đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hợp lệ. Điều 40. Thông báo việc thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. 1. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý đơn, tòa án nhân dân phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán. Các cơ quan tổ chức đang giải quyết vụ việc liên quan đến doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán do các bên cung cấp và viện kiểm sát nhân dân cung cấp về việc thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. Trường hợp người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán thì tòa án nhân dân phải thông báo cho các chủ nợ do doanh nghiệp, hợp tác xã cung cấp. Hai, trường hợp người nộp đơn không phải là doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán thì trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Tòa án Nhân dân, doanh nghiệp hợp tác xã mất khả năng thanh toán phải xuất trình cho Tòa án Nhân dân các giấy tờ tài liệu theo quy định tại khoảng 3 điều 28 của luật này. Điều 41. Tạm đình chỉ giải quyết yêu cầu doanh nghiệp hợp tác xã mất khả năng thanh toán thực hiện nghĩa vụ về tài sản trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày tòa án nhân dân thụ lý vụ việc phá sản, tạm đình chỉ thực hiện nghĩa vụ về tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán được thực hiện như sau: 1. Cơ quan thi hành án dân sự phải tạm đình chỉ thi hành án dân sự về tài sản mà doanh nghiệp, hợp tác xã là người phải thi hành án, trừ bản án quyết định buộc doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán bồi thường về tính mạng, sức khỏe, danh dự hoặc trả lương cho người lao động. Việc tạm đình chỉ được thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 2. Tòa án nhân dân trọng tài phải tạm đình chỉ việc giải quyết vụ việc dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động có liên quan đến nghĩa vụ tài sản mà doanh nghiệp hợp tác xã là một bên đương sự. Thủ tục tạm đình chỉ được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự và pháp luật về trọng tài thương mại. Tòa án nhân dân phải tách và tạm đình chỉ giải quyết phần dân sự trong vụ án hình sự, hành chính liên quan đến nghĩa vụ tài sản mà doanh nghiệp hợp tác xã là một bên đương sự. Thủ tục tách và tạm đình chỉ được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự, tố tụng hành chính. 3. Cơ quan tổ chức có thẩm quyền tạm đình chỉ việc xử lý tài sản bảo đảm của doanh nghiệp hợp tác xã đối với các chủ nợ có bảo đảm. Trường hợp tài sản bảo đảm có nguy cơ bị phá sản hoặc bị giảm đáng kể về giá trị thì xử lý theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều 53 của luật này.